Hôm nay Dương trở lại chương trình livestream của mình. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 2017, hiện tại bên Na Uy là 15 giờ hả anh chị? Còn ở bên Việt Nam thì bây giờ là 10 là 20 giờ rồi, có nghĩa là 8 giờ tối rồi. Hiện tại ở Na Uy nhiệt độ là 11 độ. Không biết ở bên Việt Nam nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu độ? Thì Dương được một số người bạn thông tin rằng ở Việt Nam thời tiết đang rất là nóng. Nếu như chúng ta biết được nhiệt độ hiện tại ở Việt Nam là bao nhiêu, chúng ta ghi xuống hen. Có nhiều người vào nói lắm là hiện tại ở Việt Nam nóng lắm chị ơi. Thì Dương không biết cái nóng ở Việt Nam là bao nhiêu độ, còn ở bên Na Uy hiện tại là 11 độ. Thời tiết nắng nhưng mà nắng ấm. Dương chào tất cả các anh chị. Dương trong giai đoạn này Dương sẽ mở một cái bài nhạc có tựa đề là Trả lại cho dân. Chúng ta nghe cái bài nhạc trước khi cái chương trình livestream của Dương được bắt đầu ha anh chị. Chào Minh Nguyễn, chào Luân Trinh, chào em My Nguyễn. Trả lại cho dân do học ca Asia trình bày. Chào Tí Cận, chào Louis Trần. 35 độ hả? Chào Hạ Bùi, Minh Nguyễn 36 độ, nóng. Chào Triệu Chí Kính, hai lờ, chào Hoa Phạm, chào Nguyễn Liên. Theo Ấn Dương, hai kẻ cô đơn. Trần Đức Huỳnh,
gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả anh chị em cô chú bác đang có mặt trên màn hình Facebook của Dương. Nhìn trên cái màn hình Facebook, Dương thấy một cái thông tin của một cái bạn có cái nick là Tí Cận. Chị Lisa mới post thông báo khẩn cấp lúc 7 giờ 15 phút tối thứ bảy tại Việt Nam. Sân bay Tân Sơn Nhất bị nổ cháy, xin mọi người đưa tin tức. Dương đọc lại cái thông báo này ha anh chị. Thông báo khẩn cấp lúc 7 giờ 15 phút tối thứ bảy tại Việt Nam. Sân bay Tân Sơn Nhất bị nổ cháy, xin mọi người đưa tin tức. Thì những người nào đang ở Việt Nam đó, những người nào đang ở khu vực quận Tân Bình, chúng ta kiểm chứng lại cái thông tin này xem nó có sự thật hay không anh chị nhé. Tại vì Dương ở bên Na Uy thì mong rằng khi mà tất cả các anh chị có thông tin, các anh chị đưa thông tin, vui lòng là đưa thông tin cho nó chính xác để Dương có thể đưa thông tin này nó đúng đến với bà con ở trong nước. Vì thời gian vừa qua có nhiều thông tin nó đưa nó bị nhiễu lắm anh chị, cho nên lúc này anh chị mà đưa thông tin là Dương bắt buộc anh chị và các bạn phải đưa một cái nguồn chính xác để Dương có thể là Dương đưa lên mà Dương không gặp rắc rối. Tại vì anh chị biết cái thông tin đưa lên là phải chính xác. Chúng ta là ngày hôm nay chúng ta làm truyền thông tự do, chúng ta đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin không sự thật, không đúng thì chúng ta đối lập rồi, không có nghĩa là chúng ta lại giống họ. Chúng ta đưa thông tin chúng ta phải kiểm chứng và nó phải có nguồn chính xác. Có nhiều người cũng là một thông tin nhưng mà lại khi đưa lên lại đưa không chính xác. Ví dụ như vừa rồi cái việc của chú Vương Văn Thả tại miền Tây, có người lại nói rằng là chú đã bị biệt giam, có người lại nói là chú đang bị giam lỏng. Ngay cả những người làm truyền thông tự do mà khi mà cái thông tin đưa ra ngoài không chính xác như vậy, nó sẽ làm người ta hoang mang. Cho nên Dương yêu cầu những người nào mà đưa thông tin cho Dương, muốn Dương boss lên, hãy có một cái nguồn đàng hoàng, có một cái thông tin nó chính xác, nó chuẩn để Dương boss lên anh chị. Tại vì cái việc mà Dương đưa lên, Dương phải chịu trách nhiệm về những cái thông tin mà Dương đưa lên, anh chị thông cảm. Còn nếu như những cái thông tin mà đưa lên nó không chuẩn, buộc Dương sẽ không boss lên. Và lúc đó cũng có đừng có buồn rằng là vì sao mà đưa thông tin đến chị Dương không đưa lên. Nó rất là quan trọng khi chúng ta đưa thông tin ra ngoài. Dương chào Hoa Sữa, Dương chào Mimi, Dương chào Sa Công Huỳnh, chào Nguyễn Hùng, chào Lâm Nguyễn, chào Gấu Mật, chào Cao Vũ Hàng. Thì chúng ta kiểm tra lại thông tin rằng ở sân bay Tân Sơn Nhất có vụ cháy nổ hay không, để chúng ta comment xuống để chúng ta cho mọi người cùng biết được rằng là những việc gì đang xảy ra tại Việt Nam ha anh chị. Thì Dương trở lại cái chương trình livestream của mình ngày hôm nay. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là tại sao mà sống với cộng sản chúng ta lại bị bắt buộc phải bịt miệng, phải che mắt và chúng ta phải che cái tai của chúng ta lại để chúng ta không có nói, để chúng ta không có nhìn thấy, chúng ta không muốn thấy chứ không phải là không nhìn thấy. Chúng ta không có, có nghĩa là chúng ta không được, chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không được quyền thấy, chúng ta không được quyền nói và chúng ta không được quyền nghe. Có nghĩa là sống dưới cái chế độ cộng sản là anh chị phải bịt miệng, phải che mắt và bịt luôn cái lỗ tai này lại. Thì sống trong một cái xã hội như vậy, anh chị có thấy chúng ta có khác gì một con vật không anh chị? Con vật nó còn được cái quyền sủa, nó được có quyền sủa. Con ví dụ như con chó nó được có cái quyền sủa, nó kêu lên mỗi khi mà chúng ta bị chúng ta đánh nó đau ha anh chị. Ngày hôm nay con vật nó còn bày tỏ cảm xúc khi mà chúng ta về đó. Con vật, con chó nó thấy chúng ta về nó còn quẩy đuôi, nó mừng, nó biểu lộ cảm xúc. Nhưng khi mà chúng ta sống với cái chế độ cộng sản đó anh chị, cái quyền mà chúng ta được nói, chúng ta được nói cái sự thật, chúng ta lên án cái xã hội, chúng ta phê phán những cái dở, những cái bất công, những cái bất tài của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, chúng ta không được quyền nói. Con mắt chúng ta nhìn thấy bao nhiêu cái bất công, bao nhiêu cái phức tạp trong xã hội, chúng ta cũng phải ráng chúng ta nhắm lại. Hoặc chúng ta có thấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không được quyền nói. Và chúng ta nghe nhiều lắm, chúng ta nghe nhiều vụ tham nhũng hối lộ lắm. Phải không anh chị? Báo đài anh chị nghe nhiều vụ tham nhũng hối lộ ở Việt Nam không? Nghe nhiều không? Nghe nhiều cái tệ nạn không? Nghe nhiều cái bất công không? Nhưng mà chúng ta cũng giả vờ chúng ta không có nghe thấy. Chúng ta sống trong một cái xã hội đó, chúng ta có chịu nổi không anh chị? Vậy cái xã hội Việt Nam là cái xã hội mà ở đó quyền con người chúng ta có không? Khi mà ngày hôm nay cái miệng của chúng ta có nè, trời sinh ra con người chúng ta có cái miệng, có hai con mắt như thế này nè, có hai cái lỗ tai như thế này nè. Nhưng chúng ta không được phát huy, chúng ta không được quyền sử dụng nó. Nêu lên những cái vấn đề của xã hội ngày hôm nay, anh chị có thấy buồn không? Có thấy buồn không anh chị? Anh chị có được quyền ngồi nói giống như Dương không? Ở trong nước anh chị có được quyền nói giống như Dương không? Chắc chắn rằng không.
Là bởi vì ở trong nước nó đã soạn sẵn những cái điều luật, nó chuẩn bị sẵn những cái gông cùm, những cái xiềng xích và nó chuẩn bị sẵn những cái nhà tù. Và nhà tù ở Việt Nam được xây dựng nhiều hơn bệnh viện, nhiều hơn trường học. Đó là cái điều lạ không các bạn? Một cái xã hội mà nhà tù được xây dựng nhiều hơn bệnh viện, trường học, cái xã hội đó như thế nào? Ai mà lên tiếng nói ra một cái là lụm người ta bỏ vô gông cùm, xiềng xích, không cho người ta nói, không cho người ta được thực hiện cái quyền con người của người ta khi sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Thấy bất công bất tài không? Và có thể nhiều người nghe Dương nói cái điều này, anh chị nói ôi nói hoài chán quá, nhưng Dương phải nói hoài luôn. Nói chừng nào Việt Nam có một cái sự thay đổi, khi người dân Việt Nam đồng loạt đứng lên, khi người dân đã hiểu hết cái bản chất của cộng sản, khi đó Dương không nói nữa. Dương sẽ không nói nữa. Tại vì đó lúc đó Việt Nam thay đổi rồi, cộng sản đâu còn nữa đâu nói. Nhưng mà cộng sản còn ngày nào chúng ta phải nói ngày đó. Chúng ta nói tới nói lui nói hoài luôn. Dương nói tới chừng nào mà anh chị ở trong nước được cái quyền nói giống như Dương, được cái quyền nhìn, được cái quyền nghe, được cái quyền thể hiện cái tự do ngôn luận, cái quyền cơ bản của con người, lúc đó Dương không nói nữa. Tại vì lúc đó ai cũng được nói rồi thì Dương đâu có cần nói nữa, Dương nhường lại. Cái tính Dương ngộ lắm, không ai nói thì Dương nói, mà hai người ta nói rồi thì Dương ngồi Dương im, Dương không nói. Ngộ lắm. Mà ra cái đám đông cũng vậy, người ta nói rần 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 rần, Dương ngồi Dương im. Mà cái chỗ nào người ta im mình nói. Thì lúc đó ở Việt Nam có tự do ngôn luận rồi, quyền cơ bản của con người có rồi, lúc đó Dương im, Dương không nói nữa. Nhưng mà bây giờ người dân của chúng ta không được quyền nói, Dương phải nói. Nó có nói có dở anh chị cũng ráng nghe nha. Nó không có hay cũng ráng nghe. Nhưng mà bởi vì Dương có nói dở như thế nào chăng nữa thì Dương cũng đang được quyền nói tại cái xứ sở tư bản này. Còn anh chị có nói hay đi chăng nữa anh chị cũng đâu có được quyền nói đâu. Thì kệ Dương nói dở cũng ráng nghe. Chừng nào mà ở Việt Nam mà có tự do ngôn luận rồi, anh chị nói hay Dương ngồi Dương nghe lại. Tại vì giờ đâu có ai nói cho Dương nghe đâu, cho nên bây giờ Dương phải nói cho anh chị nghe. Phải không anh chị? Phải không? Đó. Cho nên khi mà sống với cộng sản, dưới cái chế độ, dưới cái xã hội này, cái xã hội được lãnh đạo bởi sự độc toàn, độc đoán của cộng sản đó, thì người dân của chúng ta sẽ chết dần, chết mòn, ngậm đắng, nuốt cay. Chúng ta tức, tức muốn trào máu họng, chúng ta muốn tăng xong máu, chúng ta chết. Chết bởi vì tức, bởi vì cái sự vô lý, bởi vì cái sự ngu ngốc, cái sự vô tâm, vô trách nhiệm của cộng sản. Chúng ta là một cái đứa trẻ bình thường thôi cũng thấy được cái sự vô lý của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, nhưng chúng ta nói không được. Ai cho chúng ta nói? Mới vừa hở miệng ra thôi, ở vùng quê thôi, ở xã thôi, là nó đã cho công an xã xuống tới nhà rồi, lập biên bản rồi, viết biên bản rồi, ký vô, không được tái phạm. Nếu mà quá 3 lần sẽ bị lập phạt làm sao, phạt hành chính, phạt dân sự, mà nghiêm trọng hơn nữa qua hình sự, truy tố trách nhiệm hình sự. Nó làm như vậy đó thì ai dám nói? Mới mở miệng ra nói hơi hơi đụng tới đảng thôi là đã có người xuống rồi bảo vệ chúng ta rồi, nói mạnh mạnh chút xíu cho người xuống canh nhà luôn, đem mùng mền chiếu gói dẫm xuống nhà luôn, túc trực ở đó 24/24 luôn, một số nơi gắn camera luôn. Thấy đảng ta giàu không anh chị? Có nhiều người nói với Dương tức tăng xong máu luôn á, nhiều khi sợ chết trước khi cộng sản nó sụp nữa. Có không anh chị? Có chứ. Nhiều khi ngày hôm nay Dương lên đây Dương ngồi Dương nói nè, mà nhiều khi buông livestream ra tin tin nhắn nó bắn vô đùng đùng. Chị ơi chỗ này như vậy, chị ơi người dân ngộ độc chỗ kia, chị ơi cháy chỗ nọ, chị ơi công an đánh đập người dân. Ta nói máu mà nó lên tới đây nè anh chị, nó dồn lại, may tới đây là chỗ cuối cùng rồi á. Chứ mà nó còn đi được chứ nó đi lên nữa đó anh chị, là đứt bóng luôn. Mà cộng sản lãnh đạo Việt Nam nó biết, nó biết hết anh chị. Nó biết rằng cái đường lối của nó đi sai rồi, nhưng mà nó không quay đầu lại được. Cái tàn nhẫn chỗ này nè, nó biết nó đi đường lối nó sai, nó không đúng, mà nó không quay đầu lại được. Tại trong cái bộ chính trị của nó có 16 người, mà trong đó hết 10 người, 11, 12 người cả, là đồng thuận đi cùng rồi. 4, 5 người hoặc 3 người, 2 người đi cái hướng khác là nó cho lên đường liền, nó giết liền, nó giết không tha luôn, nó chích thuốc liền. Làm sao mà dám đi ngược với nó? Cho nên có những người mà có tư tưởng cấp tiến mà làm trong Đảng Cộng sản Việt Nam, làm trong bộ chính trị, không dám xoay đầu, ráng đi theo,
Lỡ bước chân trên con xuồng đó rồi đi chung luôn, kệ có chìm chìm cả lũ, chìm cả đám, còn hơn là chết lẻ tẻ. Bây giờ quay đầu lại với người dân chết lẻ tẻ, sao nó nã súng vô bắn liền, phải không anh chị? Sân bay Tân Sơn Nhất đang bị nổ kìa, Văn Phương Võ kìa. Chúng ta hãy tìm hiểu thông tin vì sao sân bay Tân Sơn Nhất đang bị nổ nha anh chị. Nha anh chị. Chúng ta comment xuống đi rồi Dương sẽ đọc. Cho nên á, không có ai Dương biết trong cái bộ, trong cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó lục đục dữ lắm, nó rạn nứt dữ lắm, nó bể dữ lắm rồi. Nhưng mà người ta không dám ra người ta nói, người ta không dám đi ngược lại. Thôi thì người ta chấp nhận đi chung đi, lỡ có chìm xuồng, chìm tàu, chìm cả đám chết hết, chứ đâu phải chết mình tôi. Còn mà bây giờ nếu đi riêng, quay đầu lại một hai người đi riêng ra chết mình tôi, tức lắm, thôi đi chung đi, chừng nào nói chết mình chết. Như vậy đó. Rồi cái sự này dẫn đến cái Việt Nam nay mai nếu mà người dân không đứng lên đấu tranh, thì có phải mấy ông mấy bà đang đưa cái dân tộc Việt Nam này đi đi đến thảm họa diệt vong không? Vì 16 người trong bộ chính trị này mà đưa đẩy 92 triệu người đi đến đến cái thảm họa diệt chủng. Tại sao cái 16 cái đầu này không nghĩ tới việc bảo vệ, gìn giữ cái quê hương Việt Nam cho 92 triệu người này, mà mấy ông nghĩ rằng các ông an toàn, các ông đi chung xuồng, thôi chừng nào đảng sụp thì mình sụp vậy thôi. Còn 92 triệu người đâu rồi, các ông đặt họ đi đâu rồi? Tôi đâu còn liên quan gì nữa đâu, tôi đâu có quyền hành gì đâu, tôi có đâu có nằm trong bộ chính trị đâu, tôi đâu có cái lãnh đạo, tôi đâu không có một cái gì hết. Vậy thì tại sao ngày hôm nay tôi phải ngồi ở ngoài đây tôi nói về trong nước, tôi nói với các ông những người lãnh đạo Việt Nam đó, bao nhiêu điều các ông làm các ông che đậy hết, lên truyền thông không bao giờ các ông nói sự thật hết, các ông che đậy, các ông giấu giếm, các ông lấp liếm hết, để ngày này qua ngày kia ông dâng từng mét đất nhỏ cho Trung Quốc, dân lần dân mòn, người dân thì không có đất ở, các ông thì ngày mai cướp đất chỗ này, ngày mốt cướp đất chỗ kia, đẩy người dân đi vào chỗ khốn cùng, sống không được, chết cũng không xong. Phải ngày hôm nay, ngày mai xách đồ, xách đạc, xách quần áo đi ra ngoài Hà Nội để kiện, để tụng, bởi vì họ là dân oan, mất đất. Từ miền Tây ra tới Hà Nội, ở đâu cũng có dân oan hết. Lãnh đạo 42 năm trời mà các ông không mang lại cái sự tự do hạnh phúc cho người dân, để cho dân oan có mặt khắp mọi nơi. Rồi ngày hôm nay ông Trung ông đi xuống ngay chỗ người dân ở phía ngoài đó. Ông đi, trời ơi, tôi cảm thấy là ngày hôm nay cờ bay lộng gió luôn. Ông đi xuống mà một đoàn tùy tùng xe hơi, ta nói hả, nhìn hoành tráng lắm, nhìn tưng bừng lắm, như đang diễn ra một lễ hội ăn mừng á anh chị. Người dân của người ta đang đau khổ, người ta giành giật từng miếng đất, mà ông đi xuống công nhận cái tình cảm là yêu thương của các ông, công nhận nó cao vời vợi luôn, nó cao hơn cái núi Thái Sơn nữa. Công nhận các ông lãnh đạo vì dân dễ sợ, nhìn thấy các ông xuống mà tôi hết hồn hết vía luôn. Người dân thì nghèo, ai cũng đen đúa sạm hết, nhìn gương mặt rất là khắc khổ. Các ông đi xuống, các ông đi xe hơi, mà không phải đi một chiếc, tôi đếm chắc cũng khoảng 5-6 chiếc xe hơi nối đuôi nhau. Chỉ cần ông Trung đó đi xuống đó thôi, nói chuyện với dân thôi, làm gì mà các ông phải kéo nguyên một đoàn tùy tùng các ông đi xuống. Chắc các ông đi bưng luôn nguyên cái bộ hạ của các ông, mang máy móc phóng viên đồ này kia nọ, nhà báo truyền hình này đi xuống các ông làm. Tôi cảm thấy giống như các ông đang diễn hài á. Người dân đang khổ mà. Các ông ăn mặc đẹp đẽ quá. Các ông đi xuống bằng xe hơi, các ông phục vụ cho nhân dân đi ra nước ngoài đi, các anh nhìn thấy. Dân người ta có xe hơi, lãnh đạo có xe hơi, chứ không phải lãnh đạo có xe hơi, dân đi xe đạp. Nhưng ở Việt Nam ngược lại hết anh chị. Ở Việt Nam á, Đảng Cộng sản lãnh đạo đó anh chị, cái gì ngon nhất, cái gì đẹp nhất, cái gì tốt nhất là lãnh đạo phải được hưởng trước nhất. Thấy không, cái xã hội Việt Nam là cái xã hội do dân, vì dân, tất cả do dân và vì dân đó. Ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất, chất lượng nhất, đảng hưởng trước, lãnh đạo hưởng trước. Cái nghèo, cái dở, cái xấu, cái độc hại là tới người dân hưởng. Sống với cái chế độ cộng sản, anh chị thấy không, đảng quang vinh không, muôn năm không, vĩ đại không?
Người dân thì bây giờ không có chiếc xe đạp để đi. Đảng ai làm lãnh đạo anh chị thấy đi xuống đi xe hơi không à? Đi rất là nghênh ngang, rất là ngạo mạn. Đi xuống giải quyết vấn đề của người dân. Mà đi xuống ta cảm thấy giống như là đang chuẩn bị đi xuống để ăn mừng á. Thấy không anh chị? Điếm đi trong cái đoàn xe đó Dương đôi đếm chắc không dưới 5 chiếc xe hơi đâu. Rồi có những người bưng những cái bó hoa như thế này nè, vui lắm. Ngày hôm nay lãnh đạo về dân vui lắm. Tội nghiệp cho dân không anh chị? Dương ở bên Na Uy nè, Dương đi vô gặp dân biểu ở bên Na Uy nè anh chị. Một bông hoa cũng không có. Chúng tôi chỉ đối xử với nhau qua cái chào, qua cái bắt tay và cái sự cảm ơn, bởi vì họ đã dành thời gian để họ tiếp đón mình. Còn ở Việt Nam kìa, lãnh đạo của chúng ta đã không anh chị? Bởi vậy á, khi mà lên một cái vị trí nào trong trong đảng Cộng sản đó, người ta mừng dữ lắm. Tại khi họ bước lên trên đó, họ sống ở trên trời, họ sống ở trên đầu, trên cổ của dân, cho nên họ mừng lắm anh chị. Ai cũng kiếm tiền để mà lo lót đi vô vị trí này, vị trí kia trong đảng Cộng sản Việt Nam. Mà họ quên rằng cái trách nhiệm của họ là do dân và vì dân, họ đâu có nhớ đâu anh chị. Còn ở bên đây nè, khi chúng tôi đi vào đó, thì họ cũng ngồi đối diện với chúng tôi. Dương nè anh chị là một người mới qua bên Na Uy có mấy tháng đâu, nhưng mà Dương gặp được dân biểu có những cái vị trí quan trọng trong chính phủ Na Uy. Họ không có kiêu kỳ, họ không có khách sáo, họ không có chảnh chọe, họ không có ra vẻ, họ không có tỏ vẻ trịch thượng, họ không có tỏ vẻ bề trên anh chị. Họ gần gũi với dân lắm. Và Dương mong làm sao thời gian vừa rồi những cái vị lãnh đạo của chúng ta ở miền Tây, ở ngoài miền Bắc đó, họ đi xuống với một cái vẻ giản dị. Nhưng mà cái hình ảnh đó không thấy anh chị. Họ đi xuống họ kéo lâu la của họ. Lúc nào anh chị cũng thấy máy móc, phóng viên đầy, canh chụp bạc bạc. Và post lên, đưa tin tức lên tivi với những cái giọng điệu, với những cái cách nói rất là hay, rất là mỹ miều, rất là nhân đạo, rất là có lương tâm. Và bồi thường cho người dân ngoài đó 1 tỷ Việt Nam đồng. Anh chị thấy không? Qua bao thời gian như vậy, bồi thường cho người dân 1 tỷ Việt Nam đồng. Rồi bây giờ người dân miền Tây có dân oan không? Ở Long An có dân oan không? Có không anh chị? Khi mà người dân đồng tâm hiệp lực lại thì họ bồi thường cho người dân. Còn những người dân mà đấu tranh đơn lẻ như vậy, ai bồi thường cho dân? Có ai quan tâm tới dân không? Miền Tây có dân oan không anh chị? Có không? Có. Miền Tây có dân oan nhiều lắm. Nhưng mà rồi họ đâu rồi? Có ai bồi thường không? 1 tỷ đó ngày hôm nay họ lấy, họ đưa cho dân ha anh chị. Ngày mai đây, anh chị coi nè, xăng lại tăng nữa. Dương nói với anh chị, ở Việt Nam cái vấn đề Cộng sản dễ lấy tiền của dân lắm, dễ lắm, rất là dễ. Alo, thông báo với bộ, ở bên xăng đó anh chị, thông báo xuống ngày hôm nay như vậy, cứ việc tăng xăng, báo lỗ đi tăng xăng, tăng vài trăm đồng thôi. Anh chị chỉ cần tăng 100 đồng thôi là anh chị nghĩ coi một ngày đó, trên cái đất nước Việt Nam thâu bao nhiêu tỷ. Cho nên họ cứ lấy tiền của dân, họ bỏ vô đây. Họ bồi thường cho dân, rồi ngày mai đây họ ra họ tăng giá xăng, tăng giá hàng hóa, họ lấy tiền lại. Cũng là dân không? Sống đến mức độ ngày hôm nay dân nghèo, dân khổ, không có cái quần đàng hoàng để mặc, đi giày miền Tây đi, quần ống xăng, ống xả. Ta nói hả, nó nhăn lên vậy nè, cái quần đen đó anh chị, cái quần đen đó anh chị, nó mà nó co lên nè, tới đầu gối luôn. Đi giày miền Tây đi anh chị sẽ thấy hình ảnh rất là rõ luôn. Bóc lột đến mức độ như vậy đó anh chị. Bóc lột kinh khủng không? Chịu sao nổi, không chịu nổi. Rồi bây giờ những cái người người ta cảm thấy người ta thấp cổ bé họng, người ta sống không được trong cái xã hội này nữa, người ta chịu không nổi nữa, bởi vì người ta quá nghèo, cái quyền cơ bản của họ không được thực hiện, họ không phải là con người nữa khi sống trong cái xã hội cộng sản. Họ lên tiếng, họ đấu tranh, họ đòi cái quyền cơ bản của họ, cái quyền con người của họ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra anh chị? Ví dụ như cái trường hợp của chú Vương Văn Thả nó. Chuyện gì xảy ra với những cái con người họ dám lên tiếng, họ đấu tranh, họ đòi cái quyền sống của họ? Chuyện gì xảy ra với họ? Cộng sản cho công an giả dạng là thường dân côn đồ. Làm gì anh chị? Đoán ra được không? Làm cái gì? Băng đêm, băng hôm, kích vô nhà người ta, chuẩn bị sẵn những cái viên đá xanh như thế này nè. Ném vô nhà của chú Vương Văn Thả, ném đùng đùng, chuẩn bị sẵn hung khí, vật nhọn
để sẵn sàng tấn công và sát hại, giết những người trong gia đình của chú Thả trong nay mai thôi. Và nếu như gia đình của chú Vương Văn Thả mà bị giết là do Cộng sản Việt Nam, Cộng sản tại tỉnh An Giang, miền Nam Việt Nam bị thất thủ. 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam bị thất thủ là bởi do những cái con người ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, bởi những con người miền Nam tiếp tay cho Cộng sản Bắc Việt cướp chính quyền miền Nam. Và cái giá ngày hôm nay, đời sống của người dân Việt Nam nói chung và người dân miền Nam Việt Nam nói riêng, nhìn đi, nó kinh khủng cỡ nào. Và rất là nhiều trẻ em ngày hôm nay họ sống trên những chiếc xuồng với cha mẹ đi bắt cá mỗi ngày kiếm tiền, không được đến trường đi học. Và trẻ em đi bán vé số khắp nơi là do những người ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản tiếp tay cho Cộng sản Bắc Việt, để rồi ngày hôm nay Cộng sản Bắc Việt ngồi trên đầu chúng ta, ngồi từ ngoài Bắc đi vô tới miền Nam luôn, đi kiếm đi lãnh đạo miền Nam, coi có ai làm những vị trí quan trọng, chủ tịch tỉnh thành phố, chủ tịch Sài Gòn, chủ tịch Hồ Chí Minh á. Dung quên mất tên, cái tên mà những người đứng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, cũng là người miền ngoài, bí thư thành ủy hả, chủ tịch thành phố hả, cũng là 10 người miền ngoài luôn. Họ ngồi trên đầu của chúng ta như thế này nè, họ đi giải phóng, họ đi giải phóng miền Nam, rồi họ lấy đồ từ miền Nam đi ra miền ngoài, rồi ngày hôm nay trong miền Tây có những con người họ không chịu nổi cái sự cướp bóc, cái sự bóc lột này với cái thời của Cộng sản. Thì Cộng sản làm gì? Cho người tấn công, đột nhập, làm những việc đê hèn, hèn hạ, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ. Tắt điện anh chị. Anh chị biết không? Họ tắt điện. Họ cúp điện luôn. Gần 10 ngày rồi. Họ cúp điện, cúp nước và không cho tiếp tế đồ ăn, lương thực, thực phẩm. Họ phá hoại cái nguồn nước, bây giờ là họ cúp điện, cúp nước, chú Thả đâu có sống được đâu. Và thành viên trong gia đình của chú không có cái nguồn nước sinh hoạt, thì họ xuống sông, họ múc nước ở dưới sông lên, thì họ đổ dầu, Cộng sản đổ dầu dưới đó, đổ dầu, dầu gì đó, dầu đen, dầu gì đó xuống đó, để tiệt luôn cái nguồn sống của chú Thả. Bây giờ cái nguồn sống của chú Thả là bây giờ không có nước, bây giờ đi xuống sông để múc nước lên để nấu ăn. Trong gia đình của chú Thả có một người lớn tuổi và có một đứa nhỏ mới sinh có 4 tháng. Bây giờ cúp điện, cắt nước. Bây giờ người ta xuống sông, người ta múc nước lên để người ta uống. Thì Cộng sản cũng cho người đổ xăng, đổ dầu, đổ nhớt xuống cái sông đó, để dồn gia đình của chú Thả đi vào con đường chết. Anh chị thấy có một cái xã hội nào mà cái giống như xã hội Việt Nam, có một cái chế độ nào mà cái bản tính, cái nhân tính nó không còn giống như Cộng sản không? Không đơn giản và không tự nhiên mà Dương lên đây Dương vạch trần, Dương nói cái tội ác của Cộng sản đó anh chị. Bởi vì chúng ta sống với cái chế độ Cộng sản lâu quá rồi, và chúng ta ngày hôm nay chúng ta chưa động chạm tới họ, họ để yên cho anh chị. Nhưng một ngày nào đó anh chị mà biết được á, cái bản chất, cái tội ác của Cộng sản Việt Nam thì nó sẽ lộ ra. Trước giờ nó là một con quỷ, nhưng mà nó đâu có thể hiện ra cho anh chị xem đâu. Nó ẩn mình dưới một cái người giống như hiền hậu, giống như một ông bụt vậy, giống như một ông thánh đang ban cho người dân Việt Nam một đời sống thanh bình, tự do, độc lập, một xã hội ổn định về chính trị. Nó ẩn mình dưới một cái lớp áo rất là thánh thiện, rất là nhân từ, đẹp giống như một cô tiên vậy. Không nơi nào đẹp bằng Việt Nam, không nơi nào tốt bằng Việt Nam, chỉ có Việt Nam là số 1. Nhưng mà ngày hôm nay người dân nhận ra được cái bản chất của Cộng sản là tham nhũng, là bóc lột, là vô tâm, thì bắt đầu nó nhe răng ra, nó giơ vuốt của nó ra, nó le lưỡi yêu quái của nó ra, nó thể hiện ra cho anh chị thấy. Nó đã giấu, nó đã ẩn mình mấy chục năm nay rồi, anh chị đâu có thấy đâu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vạch ra, những người biết được cái bản chất của Cộng sản vạch ra, bắt đầu nó nhe răng nanh nó ra. Và nó đang giở trò, nó đang hại những người dám lên tiếng nói sự thật, giống như gia đình chủ Vương Văn Thả. Đặt trường hợp lại,
Nếu một ngày nào đó các bạn không chịu nổi được dưới cái sự bóc lột cướp bóc của Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn lên tiếng như vậy, họ cúp điện, họ cúp nước và họ đổ xăng, họ đổ dầu xuống nguồn nước các bạn đang sống, các bạn làm gì? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy gia đình của chú Thả như vậy, chúng ta phải cực lực lên án, phản đối cái hành động vô nhân của Cộng sản Việt Nam. Cho dù rằng ngày hôm nay chú Vương Văn Thả này đang kêu gọi cho một cái tổ chức nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải lên án cái tội ác Cộng sản. Chú Thả lớn tuổi rồi, chú Thả đâu làm gì đâu. Tại sao phải huy động lực lượng bao quanh cái nhà của chú Thả? Rồi ban ngày thì họ không làm gì đi, không có, ban đêm đưa công an giả dạng côn đồ đi vô nhà chửi rủa mắng nhiếc, canh lúc mọi người đã say giấc ngủ, họ đã chìm vào giấc ngủ, cộng sản côn đồ tấn công gia đình chú Vương Văn Thả, ném đá khủng bố tinh thần. Về ban ngày là cúp điện, cúp nước, cúp lương thực, ai đi vào tiếp tế đồ ăn cho chú Thả cũng bị chặn lại, không cho tiếp tế lương thực. Và những người đi vào tiếp tế lương thực, cộng sản bắt luôn hai người đó, nhốt chung với gia đình chú Thả luôn, không cho họ ra. Vậy thì truyền thông, các kênh truyền thông tại miền Tây, từ Long An đổ về, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, có một cái kênh truyền thông nào nói rằng ngày hôm nay chú Thả đang bị giam lỏng như vậy hay không? Có cái kênh truyền thông nào nói hay không? Không hề có. Chứng tỏ rằng 42 năm vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng truyền thông che đậy, bưng bít tất cả mọi tội lỗi, mọi tội ác của Cộng sản Việt Nam. Qua những cái vụ vừa rồi anh chị, người dân miền Trung đi xuống đường, đi đến Ủy ban Nhân dân huyện để đấu tranh, để đòi cái quyền sống của họ, Cộng sản đưa tin dốc xạo. Và người dân ở ngoài miền Bắc, họ cũng xuống đường, họ cũng đòi cái quyền sống của họ, cũng đưa tin dốc xạo. Ngày hôm nay, gia đình chú Vương Văn Thả bị chính cái Cộng sản nó khủng bố như vậy. Đài truyền thông nào đưa? Báo chí nào? Tạp chí nào đưa? Có không? Hay là những người làm truyền thông như thế này lên tiếng? Bởi vì chúng tôi không lệ thuộc vào đảng. Chúng tôi làm truyền thông tự do, chúng tôi nói cái sự thật, không bị kiểm soát. Còn ở Việt Nam, từ TV tới báo chí, tới báo điện tử đều bị kiểm soát hết. Và chúng ta, người dân Việt Nam suốt 42 năm đã sống trong một cái xã hội ảo, sống ảo. Phải không anh chị? Có phải là người dân Việt Nam đã sống trong một cái thiên đường ảo không? Có phải như vậy không? Khi chúng ta nhận biết rồi, có phải là chúng ta sống trong một cái thiên đường ảo không? Có phải Việt Nam là một cái đất nước có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới không? Có phải Việt Nam là một đất nước ổn định về chính trị không? Ổn định lắm. Ổn định lắm. Họ bắn, họ giết nhau đùng đùng, họ thanh trừng nhau trong nội bộ đảng mà chúng ta đâu có biết. Làm sao biết được? Làm sao anh chị và các bạn biết được? Nó đâu có đưa lên TV. Mà hiện tại ở trong nước anh chị, những cái người dân nghèo quá làm gì mà có điện thoại xài smartphone đâu, mà chúng ta cập nhật những tin tức khác ngoài đảng. Chúng ta ngồi chúng ta coi TV, ha, chúng ta coi báo giấy, mà báo giấy là do đâu? Dưới sự kiểm soát của ai? Dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo mạng cũng vậy. Anh chị thấy những cái bài báo nào mà viết lên có tính chất nhạy cảm, trong vòng 10 phút, 15 phút sau mà người ta xem nhiều quá, người ta share nhiều quá, nó thấy nguy hiểm là nó gỡ xuống. Nó đâu có để cho anh chị share đâu. Ngày xưa Dương còn share bài, Dương còn share clip, ngày nay Dương rút kinh nghiệm rồi. Mỗi lần mà Dương muốn share một cái video clip như vậy từ những cái trang, ví dụ Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc hay gì á, những video clip Dương phải download xuống, download cái video clip đó xuống, xong rồi Dương mới post lên sau, chứ Dương cũng không dám share trực tiếp từ trang nữa. Tại vì những cái nó nhạy cảm một hồi là nó sẽ xóa thôi anh chị. Đó là trên mạng Facebook đó nha, chưa nói là trên mạng, trên báo điện tử. Trên truyền thông càng không dám nữa. Tại truyền thông 92 triệu người, người ta xem TV. Lỡ sơ hở một từ, một chữ thôi là chết Đảng Cộng sản Việt Nam liền. Nhưng nói với anh chị, Đảng Cộng sản Việt Nam còn sống là do nó đang nắm truyền thông. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó còn sống là do nó nắm truyền thông. Mà nó còn nắm truyền thông ngày nào, người dân của chúng ta còn mù mờ, còn ngu ngơ ngày đó. Bởi vì nó đâu có truyền thông sự thật.
Cho dù rằng ngày mai Trung Quốc, ngày hôm nay mà Trung Quốc nó thông báo lên thế giới rằng ngày mai nó sẽ cướp Việt Nam đó anh chị, thì Dương bảo đảm với anh chị, người dân Việt Nam của chúng ta cũng sẽ không biết. Tại vì người dân của chúng ta coi tivi, một bộ phận rất là nhỏ người ta sử dụng Facebook. Ngày hôm nay mạng rần rần ngoài thế giới luôn. Cho dù rằng chúng tôi những người Việt ở hải ngoại la làng luôn, la muốn banh thế giới luôn, người dân trong nước cũng không biết cái gì cả. Họ vẫn rất là bình thản, rất là ung dung, rất là tự tại. Và họ nghĩ rằng Việt Nam đang rất là tự do, không có bất ổn gì cả. Toàn là các bạn, những người bên hải ngoại phản động, có âm mưu chống phá nhà nước. Cho dù rằng là chúng tôi đã nhận được cái tin tức ngày mai Trung Quốc nó chiếm, thì người dân vẫn bình chân như vậy. Là bởi vì Cộng sản Việt Nam vẫn đang nắm truyền thông. Nhưng nói lại một lần nữa, Cộng sản Việt Nam còn nắm truyền thông ngày nào, dân của chúng ta còn ngu ngơ, còn mù mờ ngày đó. Bởi vì Cộng sản là không sự thật từ xưa tới giờ luôn. Dương kể cho anh chị nghe một câu chuyện mà Cộng sản nó vu khống cho người ta nè. Nó vu khống cho người khác như thế này nè, anh chị nghe để anh chị biết thêm. Dương được một cái người chú kể lại. Chú là ngày xưa hoạt động trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chú kể lại. Là cái người bộ đội đó đi về thăm vợ, thấy anh chị? Người bộ đội của Cộng sản á. Đi về thăm bộ đội mang theo đôi giày của lính Việt Nam Cộng Hòa. Đi về thăm vợ và đêm đó ngủ với vợ. Ngủ với vợ xong, ân ái này kia nọ xong xuôi hết. Thì cái người bộ đội này nè, mới mang cái đôi giày đi ra cái vũng nước trũng trũng hơi ướt ướt, dẫm cái đôi giày xuống, đôi giày của người lính Việt Nam Cộng Hòa nha anh chị. Dẫm đôi giày xuống để cho có dấu giày của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đi một bước, tháo đôi giày ra và đi. Thì ở đây á, người vợ, tại vì có một cái sự phối hợp rồi, người vợ mới hô lên là lính Việt Nam Cộng Hòa vô hiếp dâm. Anh chị thấy nha, cái chiêu của tụi Cộng sản. Họ, cái người phụ nữ này hô lên là lính Việt Nam Cộng Hòa vô hiếp dâm người phụ nữ này. Khi mà hô hào lên như vậy, cả xóm thức dậy, chạy vô nhà coi, thì lúc đó cái người chồng kia đi xa rồi. Người chồng kia đi xa rồi anh chị. Thì mở đèn lên, đi vòng vòng đi kiếm, thì thấy cái dấu giày của người lính Việt Nam Cộng Hòa, thấy cái dấu giày đó. Tại đôi giày đó chỉ có Việt Nam Cộng Hòa có thôi. Anh chị thấy không? Dương đã nói với anh chị, Cộng sản nó là trăm mưu ngàn kế. Nó là điếm thúi, dùng từ điếm thúi mới xứng đáng. Cái gì nó cũng nghĩ ra được. Nhưng nếu như Cộng sản mà nó dùng cái sự thông minh đó, cái sự tính toán đó để phát triển Việt Nam, để đưa đất nước của chúng ta đi lên, để ngày hôm nay những tuổi trẻ giống như Dương đi ra thế giới không bị xem thường, và cái passport của chúng ta có giá trị, Dương không nói, và Dương cảm thấy hoan hô, Dương mừng nữa. Nhưng cái sự tính toán và cái sự nghĩ của họ là làm hại cho quê hương Việt Nam chúng ta, hại con người của chúng ta khi bước ra thế giới không thể nào ngẩng mặt lên để nhìn bạn bè. Đó là một cách Cộng sản đã ném đá dấu tay vào vu khống. Đó là nguyên nhân vì sao mà Cộng sản ngày hôm nay đánh ban đêm không đánh ban ngày. Anh chị thấy không? Họ làm ban đêm không à. Ban đêm họ cúp điện, họ cúp nước, họ ném đá vô nhà dân, họ ném hộp vịt thúi vô nhà dân, họ ném mắm tôm, mắm ruốc vô nhà dân. Ban ngày họ có dám làm như vậy không anh chị? Ban ngày thì mặc áo công an đi xuống làm việc rất là đàng hoàng, viết giấy tờ biên bản rất là đàng hoàng, một hình ảnh của những người công an rất là đẹp. Nhưng ban đêm thì mặc đồ thường dân đi vô tấn công dân. Và ngày xưa vì sao người dân miền quê sợ hãi Cộng sản đến vậy? Tại vì nó ban đêm nó tấn công người dân không à. Nó bắt lén người ta, nó giết người ta, nó cắt cổ người ta. Cho nên người dân miền Tây rất là hoảng sợ Cộng sản, rất là sợ Cộng sản. Nhưng ai đủ can đảm để nói cái điều này? Ai đủ can đảm để vạch mặt cái tội ác của Cộng sản? Anh chị thấy không? Chỉ cần một vài người Cộng sản trong dân thôi, nó ở trong một cái khu vực đông dân cư, thấy anh chị, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, nó dùng cây súng nó bắn vào trong Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh chị, mà khu vực rất là đông dân cư, chỉ cần vài ba người Cộng sản ở trong đó nó bắn ra dân thôi, thì tự nhiên Việt Nam Cộng Hòa bị bắn, dĩ nhiên phải bắn lại, bắn vô trong là bắn Cộng sản chứ không phải bắn vô dân. Nhưng mà rốt cuộc Cộng sản đã dùng dân làm cái lá chắn. Và đến ngày hôm nay Cộng sản cũng vẫn như vậy. Cái bản chất nó ngàn đời không thay đổi.
Bởi cho nên tự nhiên khi mà Dương tìm hiểu, Dương biết rồi đó anh chị, không tự nhiên mà Dương lên đây Dương nói đâu. Ta biết rồi, chúng ta nhìn lại những việc nó làm chúng ta mới thấy. Ngày hôm nay á, chúng ta liên hệ với thực tế nè, những người làm doanh nhân, những người làm doanh nghiệp, khi mà họ đến họ xin giấy phép, họ làm cái này, họ làm cái kia, trời ơi, kinh khủng khiếp lắm. Nó đày đọa, nó hành hạ, nó yêu sách, nó vòi vĩnh, nó làm đủ thứ kiểu. Nó kiểu nó là người bề trên, nó phải ban phát cho người dân ở dưới một ân huệ. Duy chỉ có đất nước mà cộng sản lãnh đạo mới như vậy thôi anh chị. Còn đất nước tự do, luật là luật. Tôi đã ban hành luật ra và theo luật áp dụng mà thôi. Còn cộng sản là nó lên nó nắm quyền là mày phải nghe tao. Cho dù có luật pháp, mày cãi tao là mày chết. Cái xã hội không có luật pháp, cái xã hội vô luật, vô minh. Luật rất là nhiều nhưng mà cộng sản dùng luật rừng. Vậy thì người dân còn tin cộng sản và vẫn còn im lặng là người dân chết. Đừng hỏi Dương, ngày hôm nay lên đây nói nhiều quá, phải có biện pháp gì đi. Cộng sản đang nắm truyền thông mà Dương làm gì cái biện pháp gì. Bây giờ Dương nói truyền thông, Dương nói trên Facebook này bao nhiêu người nghe. Chỉ có một bộ phận những người họ sử dụng Facebook họ nghe thôi. Và từ những cái chỗ mà người nghe đó dẫn đến cái hành động, bao nhiêu người hành động. Ví dụ bây giờ 850 người nghe đi, mà cái con người mà họ thật sự họ dám hành động, bao nhiêu người hành động? Rất là ít con người dám hành động. Mà từ những cái con người dám hành động ít ỏi này, cộng sản nó sẽ lụm, lụm từng đứa một, lụm từng người một, lụm từng tổ chức một. Bằng cái hình thức nào, nó len lỏi vào những cái nhóm đó, nó cài cắm người vô, nó bắt hết luôn. Là bởi vì cộng sản vẫn nắm truyền thông. Dương nói với anh chị, nếu như Dương nắm truyền thông tại Việt Nam một ngày thôi, Dương bảo đảm anh chị Việt Nam sẽ có sự thay đổi. Dương nắm truyền thông một ngày thôi, Dương bảo đảm anh chị luôn, 24 giờ thôi, bảo đảm người dân sẽ đồng loạt đứng lên liền. Nhưng cộng sản đang nắm truyền thông, Dương cam đoan với anh chị luôn. Dương nói ngày hôm nay đất nước Việt Nam đang có biến và Việt Nam không còn an toàn nữa, không còn trong cái phạm vi, trong cái ranh giới an toàn nữa, trong cái giới hạn an toàn nữa, mà nó vượt qua cái giới hạn nguy hiểm rồi. Thì trong một vòng 24 tiếng đồng hồ người dân sẽ đứng lên. Nhưng mà cộng sản đang nắm truyền thông, Dương không làm được. Cho nên đừng hỏi, ngày hôm nay lên đây nói nhiều quá, phải có biện pháp đi. Biện pháp gì? Cái vấn đề ở đây là người dân hiểu, người dân biết, người dân đứng lên. Biện pháp gì giờ anh chị? Và Dương nói với anh chị, những người mà trong Nam á, ngày hôm nay Dương nói anh chị, những người vùng ngoài mà giận dỗi Dương chịu. Tại vì cái bản chất của cộng sản Bắc Việt ngày xưa, nó đã đi vào trong Nam, nó cướp chính quyền miền Nam Việt Nam của chúng ta. Cái tội lỗi này là của cộng sản Bắc Việt. Và Dương đang nói người cộng sản Bắc Việt, chứ Dương không nói người dân miền Bắc ha anh chị. Dương đang nói cộng sản Bắc Việt. Và cái âm mưu của nó sẽ đè đầu cởi cổ, không cho người dân miền Nam của chúng ta đứng lên đâu, không cho lãnh đạo Việt Nam đứng lên đâu. Nguyễn Phú Trọng nói rồi, lãnh đạo đất nước Việt Nam phải là người Bắc có lý luận mà. Thì từ chỗ cái lý luận này, nếu ông dùng cái lý luận này để giúp cho Việt Nam phát triển, tôi hoan nghênh ông, tôi vỗ tay tán thán, khen thưởng ông. Nhưng mà từ chỗ người Bắc có lý luận này mà dẫn Việt Nam đi đến chỗ điêu linh, đi đến chỗ nghèo khổ, thì hãy xem lại, chúng ta có cần một người Bắc, một cái sự lãnh đạo có lý luận hay không? Chúng tôi không cần sự lãnh đạo có lý luận. Chúng tôi cần sự lãnh đạo có trí tuệ, có tâm và có tầm. Chúng tôi không cần các ông nói hay. Chúng tôi không cần các ông múa giỏi. Chúng tôi không cần các ông tuyên truyền giỏi. Chúng tôi cần hiệu quả của các ông làm trên quê hương Việt Nam. Chúng tôi cần cái sự danh dự cá nhân, danh dự dân tộc. Chứ các ông nói hay, các ông nói giỏi mà các ông đẩy Việt Nam đi xuống đường cùng thì chúng tôi đâu cần. Người dân Việt Nam chúng tôi không cần. Người dân Việt Nam cần là chúng tôi ra ngoài đường, chúng tôi được ngẩng mặt cao đầu, chúng tôi hãnh diện, chúng tôi đến từ Việt Nam. Và chúng tôi được tôn trọng. Chứ chúng tôi không cần các ông nói hay, các ông nói giỏi mà người dân ngày hôm nay sống khổ, sống sở. Người ta nghèo nhất cũng có chiếc xe hơi đi, mình nghèo nhất không có đôi dép để mang. Người ta nghèo nhất, con cái người ta cũng được đi học đến trường. Người ta, con cái của người ta cũng có thể học vô bác sĩ, mặc dù người ta nghèo. Nhưng ở Việt Nam, con cái mà gia đình nghèo là đi bán vé số, đi làm lao động phổ thông, đi làm hồ, đi cắt lúa. Đất nước của người ta nghèo,
Đất nước của mình nghèo như vậy anh chị nhìn đi. Tôi không cần người Bắc có lý luận. Tôi không cần các ông lãnh đạo, các ông tuyên truyền giỏi. Tôi không cần các ông đỉ miệng. Dương không cần. Những anh chị đang ngồi trước màn hình nè, có cần không? Có cần lãnh đạo của chúng ta đỉ miệng không? Có cần lãnh đạo của chúng ta tuyên truyền giỏi không? Các anh chị đang cần cái gì ở lãnh đạo của chúng ta? Các anh, các chị ở Việt Nam đang cần cái điều gì ở lãnh đạo của chúng ta? Đang cần điều gì? Có cần phải là người Bắc có lý luận không? Có cần phải tuyên truyền giỏi không? Có cần không? Ai cần nói Dương nghe coi. Đừng quan tâm tới dư luận viên. Dương sẽ nói cho nó nhức đầu đó anh chị. Dương sẽ nói cho nó nhức đầu đó. Bằng việc nó vô nó chửi, Dương sẽ nói cho nó đau đầu nhức óc. Chúng tôi nói một lần nữa. Chúng tôi không cần những người lãnh đạo có lý luận. Ngọt, cái sự ngọt của các ông hại đất nước Việt Nam. Người ta nói ngọt mật chết rồi. Các ông là như vậy đó. Các ông đang dùng những lời lẽ ngọt ngào để các ông ru dân ngủ, để các ông thực hiện cái âm mưu của mình là cướp bóc. Các ông thực hiện cái việc là ngu dân để trị. Ngày hôm nay một vấn đề Dương nói đơn giản thôi là người ta có thể hiểu sâu xa, nhưng mà các ông đã dùng cái hình thức ngu dân để trị, cho nên nhiều khi tôi nói một cái vấn đề đó người dân hiểu không đúng. Chính các ông là súc vật. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là súc vật, cho nên đã đưa đẩy đất nước Việt Nam của chúng ta đến như ngày hôm nay. Người dân nghèo khổ. Người phụ nữ của người ta bên đây nè, đi vô kết bạn những người phụ nữ ở hải ngoại đi. Có nhiều người phụ nữ đang ở hải ngoại, ở Na Uy này nè. Anh chị hỏi họ coi, họ có lam lũ, họ có đen thui thùi lùi, họ có khắc khổ, họ có quần quật bởi cơm áo gạo tiền. Họ có bị những ông chồng bạo lực hay không? Họ có bị xã hội đối đãi xem thường hay không? Vô hỏi đi. Những người phụ nữ ở bên đây nè, tệ nhất trong nhà họ cũng có được chai nước hoa xịn. Vô nói cho anh chị nghe, tệ nhất trong nhà của họ cũng có được những chai nước hoa xịn. Lancome hoặc Chanel là chuyện bình thường. Thấy anh chị? Và những cái túi xách hàng hiệu Michael Kors, LV là chuyện bình thường. Còn ở Việt Nam, người phụ nữ của chúng ta tệ nhất là cái gì? Cái mái nhà để kín đáo, cái nhà tắm kín đáo thôi. Để cho họ đi vào trong đó họ tắm thôi. Họ che được cái bản thân của họ thôi. Cũng đã là khó rồi. Có những cái ngôi nhà đó anh chị, họ xây tạm bợ cái nhà tắm ở trong đó. Họ dùng cái cánh cửa kéo lại làm một cái bức tường, một cái bức vách. Còn ba cái lại họ dùng màn, họ dùng vải đó. Họ dùng vải để họ làm cái nhà tắm, họ tắm ở trong nhà đó đó. Những người phụ nữ tại Việt Nam đi vào kết bạn với những người ở bên hải ngoại này đi. Và có những cái người chị đang sống ở tại Na Uy này, chúng ta coi đi. Họ là phụ nữ và chúng ta cũng là phụ nữ. Họ đi ra, họ leo lên xe hơi, họ đi. Còn tệ lắm là họ đi xe buýt, họ đi tàu điện ngầm, họ đi tàu hỏa. Họ đi xe điện. Còn ở Việt Nam chúng ta là gì? Đi ra đường đi bộ, có chiếc xe đạp đi cũng mừng lắm rồi. Làm gì chúng ta có cơ hội đi trên chiếc xe hơi? Lãnh đạo Cộng sản mà còn lãnh đạo ngày nào á, Cộng sản mà còn dẫn dắt ngày nào, thì những người phụ nữ tại Việt Nam, những người phụ nữ thuộc thành phần nghèo, mơ về nơi xa lắm, sẽ không bao giờ được ngồi trên chiếc xe hơi đó đâu. Nhưng hứa với anh chị, một chai nước hoa nhỏ nhỏ như thế này nè, để trong phòng, để chúng ta mỗi tối chúng ta xịt lên người để chúng ta thơm tho, cũng khó lắm. Một chai nước hoa nhỏ thôi cũng rất là khó đối với những người phụ nữ vùng quê. Nhưng ở đây, những người phụ nữ bình thường nhất, nghèo nhất cũng sở hữu được những cái chai nước hoa bự. Chúng ta nhìn đi anh chị, những người phụ nữ tại Việt Nam, tại sao? Có bao giờ không? Có bao giờ chúng ta cảm thấy đau? Chúng ta cảm thấy xót không? Tại sao họ là phụ nữ? Họ cũng là phụ nữ Việt Nam. Họ cũng da vàng, họ cũng tóc đen, họ cũng nói tiếng Việt như mình. Tại sao họ sống trong một cái xã hội mà ngày hôm nay nghỉ hè họ được cầm cái passport đó, họ đi chơi, họ sanh con ra chính phủ còn cho tiền họ nữa. Là người phụ nữ Việt Nam, họ có thể đi qua Mỹ chơi, họ có thể đi qua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chơi, họ đi sang Pháp chơi. Còn phụ nữ của chúng ta tại Việt Nam, đi qua bên Thái Lan cũng đã khó rồi. Đi qua Singapore càng khó hơn.
Vì sao vậy? Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang bị mơ ngủ dữ lắm. Những người dư luận viên các bạn đừng có quan tâm, Dương sẽ còn nói, càng nói cho chúng càng thấm, càng nói cho lòi ra cái bản chất vơ vét, bản chất tham nhũng, độc tài toàn trị của chúng. Và khi Dương giống như con vật vậy anh chị, giống như con chó vậy, chúng ta đánh vào nó. Ở Việt Nam thì chúng ta đánh, chứ ở nước ngoài chúng ta không đánh đâu. Giống như con chó, tại Việt Nam chúng ta dùng một que củi, chúng ta đánh vào nó, đánh đúng chỗ của nó, cho nên nó đau lắm, nó đau lắm, và nó sẽ sủa, nó sủa rất là nhiều, và thậm chí nó sẽ quay mặt lại, nó nhe răng, nó gườm chúng ta. Thì dư luận viên của cộng sản là như vậy, là do Dương Đăng đánh đúng chỗ của tụi nó, cho nên vô đây rất là đông và vô đây chửi. Nếu mà Dương ở Việt Nam là nó nhe răng ra, nó nhai đầu Dương luôn rồi, chứ không phải nó ngồi nó chửi đâu. Nó đã cho công an xuống vây quanh cái nhà của Dương ở luôn rồi, và thậm chí nó bắt Dương, nó tống vô nhà tù, nó biệt giam luôn rồi. Nhưng mà không, ngày hôm nay á, càng sủa nhiều, càng xúc phạm nhiều, càng mắng nhiếc nhiều, thì Dương sẽ cho chúng nó càng đau thêm. Là bởi vì nó không thể nào mà cái tà đạo nó đấu lại với cái chính nghĩa được hết. Không thể nào. Sủa nhiều vô đi, cắn nhiều vô. Bây giờ ở Việt Nam là gì anh chị? Cái xã hội Việt Nam, cái sản phẩm tạo thành của Việt Nam ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái xã hội Việt Nam là cái gì? Trả lời đi anh chị. 940 người này hãy trả lời xuống. Cái xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 42 năm cho ra xã hội, cho ra thế giới một cái bộ mặt gì? Cho ra cái sản phẩm gì? Bây giờ tới phần anh chị đó, Dương bớt nói lại. Nói đi anh chị, những người comment đi. 42 năm lãnh đạo, người phụ nữ vùng quê của chúng ta không có nổi một chai nước hoa để mà xịt. Một chai nước hoa thiệt đó nha, chứ Dương không nói chai nước hoa dởm dởm ra chợ mua 20-30 ngàn nước hoa. Chai nước hoa 20-30 ngàn chúng ta xịt 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 lên, chúng ta ra chợ chúng ta mua cái chai nước xịt phòng nó 30-40 ngàn chúng ta xịt lên cũng được nữa. Nước hoa sự thật á. 42 năm lãnh đạo phụ nữ Việt Nam, bây giờ mà Dương đi về Việt Nam á, Dương mà mang nước hoa Dương về tặng cho người ta quý lắm. Chai nước hoa nhỏ nhỏ như vậy người ta quý lắm. Có thể có nhiều người người ta nói luôn á, trời ơi, cảm thấy là ngày hôm nay họ có được chai nước hoa họ mừng dữ lắm, có phải không? Có phải là những người phụ nữ miền quê mà ngày hôm nay chúng ta về, chúng ta mang những chai nước hoa về, chúng ta tặng những người phụ nữ đó họ vui không? Họ rất là hà tiện, họ không dám mua một chai nước hoa họ xài luôn. Trong đây có chị Hải Triều nè, chị Mai Văn Vũ, chị Cát Thi nè, chị Hà, chị Yến nè, có nhiều người ở bên Na Uy lắm. Có phải anh chị ở trong cái tủ của anh chị cũng có một chai nước hoa không, ít nhất là một chai nước hoa hàng hiệu không? Chị Liên Nguyễn này, chị có chai nước hoa ở nhà không? Chị Liên Nguyễn đang ở Hà Nội đó, chị có chai nước hoa nào không? Tiền đâu mà mua nước hoa, ăn còn không dám ăn nữa, chạy ra chợ mua cục xà bông hoặc mua một chai xà bông về tắm 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 lên cho thơm thôi, làm gì có tiền mà mua nước hoa. Tiền lo cho con ăn đi học, đóng tiền trường hàng ngày cũng muốn chết rồi, tiền đâu mà mua nước hoa cho mình, có phải không anh chị? Tại sao dân không có tiền? Tại sao dân nghèo? Tại sao dân chấp nhận sống một đời sống con vật như vậy? Để Đảng Cộng sản Việt Nam đi vô nhà đi, nhà biệt thự, nhà dát vàng, xe hơi, con ra nước ngoài. Dương nói với anh chị á, người Việt Nam của ta ở hải ngoại lao động, họ kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu của họ, họ thức đêm thức hôm họ lao động thật sự. Còn con của lãnh đạo Việt Nam anh chị biết ra bên đó mua tiền, mua nhà triệu 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 đô, xài tiền giống như là hái lá cây vậy đó, xài đồ hàng hiệu không, ăn trên đầu trên cổ không. Dương đã từng đi chung với một cái người vợ và một cái người con của một cái tướng công an, họ nói những cái món đồ ăn đó Dương nghe hết hồn luôn, Dương không biết cái đó là gì hết, Dương không biết cái đó là cái gì luôn đó anh chị. Còn người dân Việt Nam của chúng ta sao?
Chị Liên Nguyễn nó không có kìa. Không có một cái chai nước hoa nào kìa. Không có đâu chị, là giáo viên không bao giờ nghĩ tới nước hoa kìa. Có bao nhiêu người hiện tại không có nước hoa xài, những người phụ nữ của chúng ta? Trả lời đi. Cái nguyên nhân đó nó nằm ở chỗ cái cộng sản đó. Nó để cái hàng hóa của chúng ta, anh chị biết ở bên đây làm lương người ta cao. Anh chị nói, Dương nói anh chị nghe nha. Lương người ta cao nhưng mà cái giá hàng hóa nó rất là thấp. Nó phù hợp với cái mức lương của người ta. Nó để cho người ta sống còn. Chứ không phải giống như ở Việt Nam đâu anh chị. Anh chị làm một nó cắn hết một nửa rồi. Dương ví dụ ngày hôm nay Dương trừ hết những cái thuế thu nhập cá nhân đi, Dương còn 100 grone đi. Dương ra Dương đổ xăng có 15 đồng, còn 85 đồng là một giờ. Dương nói lại, còn ở bên Việt Nam bây giờ xăng tăng lên bao nhiêu rồi? Xăng tăng lên bao nhiêu rồi? Nhưng cái mức lương mà một cái người lao động bình thường làm theo giờ dao động từ 15.000. Từ 15.000 Dương nói nhiều người vô còn nhảy dựng dựng lên, nó không có cao đâu chị ơi. 8.000, 10.000, 13.000. Một giờ làm không được, đổ một lít xăng nữa. Còn ở bên đây Dương trừ này kia nọ ra 100 đồng đó. Dương trừ thuế thu nhập cá nhân rồi đó. Còn 100 đồng nó ra đổ xăng vẫn còn 85 đồng. Anh chị lấy 85 đồng đó, anh chị chi phí này vẫn còn dư. Trong khi lương của người ta cao, còn ở Việt Nam lương đã thấp, mà cái xăng đổ là hết ngốn hết một giờ. Thậm chí anh chị làm một tiếng rưỡi cũng mới có thể đổ được một lít xăng. Làm sao người dân người ta sống đây? Cho nên cái người phụ nữ của chúng ta, anh chị thấy lúc nào cũng nghèo nàn, cũng khắc khổ, cũng đen đúa, cũng xấu xí. Dương đang nói người nghèo, nghe Dương không nói thành phần mà khá trung khá trở lên. Dương đang đại diện cho cái lớp người nghèo, bởi vì Dương sinh ra trong gia đình là người nghèo. Dương biết. Có nhiều người nói trong đây không có nước hoa nè, không có nước hoa nè. Nhưng mà lãnh đạo anh chị xài đồ hiệu, nước hoa hàng hiệu, túi sách hàng hiệu, một túi sách là ít. Túi sách 5-6 ngàn đô, 7-8 ngàn đô, 9-10 ngàn đô, mấy chục ngàn đô là chuyện bình thường. Cái tiền đó của ai? Lấy của dân, xài cho việc cá nhân, tham nhũng hối lộ, vẽ vời ra biết bao nhiêu dự án. Và từ những cái dự án đó, rồi bỏ trở thành dự án treo, tiền đổ vô trong đó. Dân nghèo, dân khổ, ra tăng xăng, tăng điện. Và dân vẫn tiếp tục im lặng do họ nắm truyền thông. Anh chị không biết, anh chị có thể im lặng được, nhưng mà Dương biết, Dương hiểu. Dương không thể im lặng được anh chị. Không cho phép chúng ta, mỗi con người chúng ta có một cái lòng nhân ái, chúng ta không cho phép. Dương không vô cảm được, Dương không im lặng được. Dương không thể nào Dương thấy người phụ nữ của chúng ta ngày hôm nay sống như vậy Dương im lặng được anh chị. Dương cũng là phụ nữ nè. Dương ra đường Dương thấy những cái bất công, những người đàn ông đánh người phụ nữ. Dương nói thiệt với anh chị, Dương không thể nào mà tăng ga để cho xe chạy tiếp được. Dương phải dừng lại. Mặc dù lúc đó chỉ có một mình Dương dừng lại thôi, Dương cũng dừng lại. Và Dương đến gặp cái người đàn ông đó. Và Dương bắt cái người đàn ông đó phải dừng ngay cái việc bạo lực đó lại. Dương chưa bao giờ mà thấy những cái bất công mà Dương im hết anh chị, chưa bao giờ. Dương không cho phép mình im lặng trước những cái bất công đó. Rồi bây giờ cộng sản nó đang uy hiếp, nó đang tấn công, nó đang áp đảo, nó đang khủng bố gia đình chú Vương Văn Thả đó anh chị. Cái hướng giải quyết là gì? Bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi thể chế, thay đổi cách thức lãnh đạo, phải đưa ra cái biện pháp và phải nghiêm chỉnh chấp hành theo những cái thứ luật pháp do Đảng đã ban ra. Nhưng mà cái điều đó khó lắm. Không bao giờ. Đảng Cộng sản là không bao giờ thay đổi cái bản chất của nó. Cái vấn đề này nằm ở chỗ Đảng Cộng sản, chứ không phải nằm chỗ người dân. Nó biết nó đi sai đường, nó biết nó đưa người dân đi vào chỗ chết rồi. Nó biết nó đẩy Việt Nam đi vô chỗ khốn cùng rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ đu bám theo. 16 người trong bộ chính trị đó là con sâu, là 16 con sâu. Con nào cũng cạp hết. Con nào cũng cạp hết. Cạp ít hay cạp nhiều thôi. Cạp, cạp đến mức độ ngày hôm nay anh chị thấy không? Đất đai, biển đảo, dân dần, dân mòn cho Trung Quốc rồi đó. Vậy cái vấn đề ở đây nằm phải tôi không? Phải nằm ở chỗ Dương là người phải đưa ra cái biện pháp không? Cái biện pháp và cái giải pháp đang nằm trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi, Dương, làm truyền thông tự do cho các bạn biết các bạn đang mất như vậy. Chứ không phải ngày hôm nay Dương đưa ra cái giải pháp mà Dương cho các người làm trong lãnh đạo biết các ông đang lãnh đạo sai. Và chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi ở đây, ở bên ngoài chúng tôi lên tiếng. Chứ còn người dân ở trong nước làm sao mà dám lên tiếng? Các ông bắt bớ người ta bỏ vô tù với điều luật 88258. Ngày hôm nay có nhiều người luật sư không? Luật sư Nguyễn Nhân Đài nè, cụ Huy Hòa Vũ nè, bao nhiêu người đã bị cộng sản bắt giam rồi?
Bây giờ cùng Huy Hòa Vũ phải đi ra hải ngoại ở. Luật sư Nguyễn Văn Đài vẫn còn đang bị nhốt kìa. Cái vấn đề đây không phải là cái giải pháp ở giường, mà cái vấn đề đang nằm trong tay Cộng sản. Và chúng ta, người dân đừng bao giờ chờ, đừng bao giờ tin vào một cái sự thay đổi ở Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam nó không thay đổi đâu, nhưng mà cái giải pháp nó nằm ở trong đó đó, chứ không phải Dương. Dương chỉ cho các bạn biết, các bạn thấy được cái đất nước của chúng ta nó như vậy thôi. Chứ Dương làm gì có đủ quyền lực, Dương có nắm tay quyền, nắm trong tay cái quyền lực của mình đâu. Dương đâu có nắm trong tay quyền lực mà Đảng Cộng sản đang có đâu, làm sao mà Dương có cái giải pháp. Cho nên đừng vô trong đây hỏi thế giải pháp của chị là gì, mà các bạn hãy hỏi các bạn làm gì. Các bạn đang là nạn nhân của Cộng sản, các bạn làm gì? Chứ không phải là tôi. Tôi đang làm nè, tôi nói cho người dân trong nước biết là tôi đang làm rồi. Cho nên đừng hỏi giải pháp là gì. Sống trong cái xã hội Việt Nam, chúng ta phải bịt miệng, chúng ta phải che mắt, chúng ta phải che tai lại, chúng ta không được quyền nói, chúng ta không được quyền nghe. Chúng ta thấy chúng ta giả vờ như chúng ta đuôi. Và ngày hôm nay Cộng sản là chơi trò đánh lén từ ngày xưa tới bây giờ luôn. Nếu mà áp dụng trong miền Nam 42 năm trời rồi, chuyên gia đánh lén, giật sập cầu, đánh phá trường học, giết chết đàn bà trẻ em, núp trong dân, đánh ban đêm, bắt cóc dân, cắt cổ, chặt đầu. Ngày hôm nay vẫn dở ra cái điệu bộ đó, nghĩ rằng người dân không biết, nhưng Cộng sản là bị ổi, là đê tiện. Và người chú gia đình chú Vương Văn Thả ngày hôm nay đang bị Cộng sản nó gọi là nó giam lỏng. Nhưng cũng không hiểu tại sao người dân của chúng ta ở tại An Giang đó, chúng ta có thể làm ngơ, chúng ta không đoàn kết lại. Chú Vương Văn Thả lên tiếng là cho ai? Cho dân tộc Việt Nam, cho tất cả những người dân của Việt Nam mà. Đâu phải chú Dương Văn Thả lên tiếng cho họ đâu. Tại sao họ hy sinh cái sự nguy hiểm của họ, tính mạng người thân gia đình của họ để họ lên tiếng, để rồi ngày hôm nay chính bản thân của họ gặp nguy hiểm. Và những người công an đang bao bọc xung quanh cái nhà của chú Vương Văn Thả đó nên nhớ, chú Vương Văn Thả lên tiếng đó cho thế hệ con cháu của các anh, con cháu của các chị. Bởi chú Thả biết được Việt Nam ngày hôm nay không có quyền tự do con người, quyền con người mất hết. Chú đang lên tiếng cho tất cả những cái thế hệ tương lai của con cháu anh chị đó. Chú là một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam đó. Còn nếu như ngày hôm sau mà Cộng sản cho tay giết hại chú Vương Văn Thả, mà Việt Nam không còn những người can đảm mạnh mẽ như vậy, thì những người Việt Nam chúng ta hãy chấp nhận cuộc sống nô lệ, cuộc sống tồi mọi. Bởi Cộng sản là không bao giờ thương dân, không bao giờ quan tâm đến dân đâu. Hứa đi anh chị. Cho nên tại sao các anh chị các bạn thấy Dương ngồi ngoài đây, Dương có thể dõng dạc Dương nói, nhưng ở trong Việt Nam có ai dám nói như vậy không? Ngoài anh Huỳnh Quốc Huy. Anh Huỳnh Quốc Huy cũng phải chạy trốn, chui trốn nhủi để nói lên những cái sự thật đó. Ở trong nước có ai dám nói như vậy không? Không ai dám nói đâu. Bởi vì các bạn đã mất cái quyền tự do ngôn luận, các bạn không thể nói được giống như Dương. Dương nói cái điều này không ai trả cho Dương một cái đồng nào. Nhưng cái tình yêu thương nhân loại, trái tim của Dương nó sẽ trả công cho Dương. Là những cái đêm ngủ mình không cắn rứt lương tâm, mình thấy, mình biết, mình nghe, mình nói ra, cái lương tâm mình không bị cắn rứt. Đó là cái sự trả công mà cái lương tâm của Dương nó trả cho Dương đó. Không có một cái tổ chức đảng phái nào trả tiền cho Dương đâu. Mà cái sự bình thản trong tâm hồn nó trả công lại cho Dương đó. Tại vì sao Cộng sản Việt Nam là không bao giờ tùy truyền thông sự thật? Tại vì sao anh chị? Tại vì nếu mà nó truyền thông sự thật, nó sẽ chết liền. Người dân sẽ đứng lên liền. Dương nói lại một lần nữa, nếu mà cho Dương nắm truyền thông tại Việt Nam, trong vòng một ngày thôi, sẽ có một cái cuộc đảo chính, sẽ có một cái cuộc nổi dậy. Và Việt Nam sẽ có dân chủ. Nếu như truyền thông mà chúng ta quản lý chứ không phải Cộng sản, dân sẽ đứng lên. Cộng sản còn đang nắm truyền thông. Và ngày xưa Cộng sản nắm được, Cộng sản thắng được, chiếm được miền Nam cũng là do tuyên truyền. Bây giờ ngồi đây hỏi Dương làm sao, làm sao? Dương làm rồi nè. Dương đâu giống như những nhiều người khác, họ an phận, họ im lặng đâu. Dương làm rồi nè. Bây giờ Dương cũng ngồi Dương hỏi làm sao hả? Dương thấy đất nước Việt Nam mình như vậy, và bây giờ Dương ngồi Dương hỏi làm sao hả? Dương hỏi làm sao?
Rồi Dương im lặng luôn, Dương không biết làm gì, Dương ngồi làm sao, Dương dò đầu, Dương bứt tóc, Dương cào mặt của Dương hả? Nhưng không, Dương đã hành động rồi. Dương đã dám xuất hiện trên màn hình này, Dương nói cho tất cả các bạn biết. Và cái tiếng nói của Dương ngày hôm nay nhiều người nghe lắm. Đừng có hỏi làm sao, mà phải chúng ta làm. Làm gì? Đừng hỏi làm sao, làm gì? Và làm gì cái vấn đề ngày hôm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm truyền thông. Chúng ta phải bật lại cái truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì chúng ta đang đại diện cho cái chính nghĩa, còn Cộng sản Việt Nam đang là tà đạo. Chúng ta im lặng, chúng ta tiếp tay cho cái tà đạo nó phát triển, nó tồn tại, nó lãnh đạo Việt Nam. Mà nếu như Cộng sản vẫn còn lãnh đạo Việt Nam thì anh chị biết là Việt Nam nó sẽ như thế nào rồi, đúng không? Vậy thì một lần nữa Dương nói cho anh chị rằng chúng ta, những người ở trong nước, hãy quan tâm nhiều hơn, lên tiếng mạnh mẽ hơn để bảo vệ những cái con người, những cái anh hùng của dân tộc Việt Nam là chú Vương Văn Khả. Bởi vì sự kêu gọi cho một cái tổ chức đảng phái nào đó Dương không biết, nhưng ngày hôm nay chúng ta hãy bảo vệ cho chú Vương Văn Khả là con dân Việt Nam, một vị anh hùng của dân tộc. Chú đã dám cất lên tiếng nói, chú đã mạnh mẽ, chú kêu gọi người dân đứng lên để giành cái quyền sống của chúng ta trong vòng hơn 2 năm nữa. Nếu mà Việt Nam không có một cái sự thay đổi, nếu người dân của chúng ta vẫn còn mơ ngủ trên cái thiên đường ảo này, thì người dân Việt Nam, con cháu anh chị, con cháu của những người làm trong ngành công an đó, sẽ có cuộc sống đầy đọa, kinh khủng, ám ảnh. Trung Quốc nó sẽ không tha cho anh chị đâu. Tụi Trung Quốc nó không tha cho dân Việt Nam chúng ta đâu. Nó sẽ giết con cháu của chúng ta trong nay mai. Thay vì chúng ta bảo vệ cái chế độ đó, cái chế độ đó là cái sân sau của Trung Quốc, chúng ta quay về phía người dân để chúng ta đánh lại cái đảng Cộng sản này, chúng ta giữ lại cái quê hương Việt Nam, chúng ta bảo vệ cái tính mạng con cháu của chúng ta, và Việt Nam có tự do. Còn nếu anh chị vẫn còn nghe, vẫn còn làm cho đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái vận mệnh, cái số phận con cháu của anh chị sẽ trả giá đó. Chúng ta nhìn đi, ung thư ngày hôm nay nó như thế nào, và bà Bộ trưởng Bộ Y tế lên nói gì, lên nói gì về cái tình hình ung thư tại Việt Nam. Cái chuyện này Dương sẽ nói sau hả anh chị. Hôm nay Dương đã nói rất là nhiều rồi, lâu lắm rồi. Thì những cái vấn đề Dương muốn nói với anh chị là khi chúng ta sống trong cái xã hội mà Cộng sản lãnh đạo, chúng ta không được quyền nói. Chúng ta có mắt, chúng ta nhìn, nhưng chúng ta giả đuôi. Chúng ta có nghe, chúng ta cũng giả điếc. Cái quyền con người chúng ta không còn. Và Cộng sản là chuyên gia đánh lén, chuyên gia giả dạng và vu khống, ném đá giấu tay. Hồi nãy Dương kể một câu chuyện rồi. Cái anh bộ đội đó về, quan hệ với người vợ của mình, mang theo đôi giày của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà cái người lính, cái người anh bộ đội đó đi ra, thì lấy cái đôi giày đó dẫm lên, tạo thành những cái bước đi của người lính Việt Nam Cộng Hòa, và vu khống cho người lính Việt Nam Cộng Hòa hiếp dâm người vợ của him, của anh ta. Cái bản chất của Cộng sản là ném đá, giấu tay và vu khống và chụp mũ. Những người làm truyền thông tự do ngày hôm nay, anh chị biết Cộng sản đang tìm cách để mà chia rẽ. Họ đang ngồi nghe Dương nói, bắt đầu họ coi, à con nhỏ này nó đang nói chỗ này, nó đang nói chỗ này nè, nó để lộ chỗ này nè. Bắt đầu họ mổ ra, họ xẻ ra, họ phân tích, bắt đầu họ chụp mũ. Họ nói con nhỏ này chỗ này nói vậy vậy, nó là Cộng sản. Họ đưa lên và họ chụp mũ. Họ chụp mũ những người làm truyền thông tự do. Có rồi anh chị. Cho nên những người ở trong Nam đó, những người mà ở trong Nam mà đấu tranh thực sự đó anh chị, chúng ta hãy bảo vệ cho những cái con người họ làm vì chính nghĩa thật sự. Đừng bao giờ bị dính kế của Cộng sản, đừng bao giờ dính kế ly tán của Cộng sản, đừng bao giờ dính kế chia rẽ của Cộng sản. Nó đang nghe Dương nói đó, nó đang nghe từng từ Dương nói đó. Và nếu có sơ hở một chỗ nào, nó phân tích, nó phân tích theo hướng của nó, nó dẫn dư luận theo cái hướng của nó. Cái câu nói của mình là mình nói như thế này, mình không có ý, nhưng mà nó nghe xong rồi bắt đầu nó phân tích vậy, à vậy, và nó dẫn dư luận theo cái ý của nó, và nó chụp mũ chúng ta là Cộng sản, là chúng ta dính kế ly gián liền ha anh chị. Bây giờ Dương sẽ dừng cái chương trình livestream này lại ở đây. Dương chúc tất cả những người Việt ở trong nước có một cái đêm ăn giấc, và chúng ta cũng nên là lên tiếng mạnh mẽ hơn, chúng ta quan tâm về cái vấn đề của chú Vương Văn Thả nha anh chị. Chúng ta đừng để người dân của chúng ta, đừng để những người thân yêu của chúng ta, họ bởi vì cái tiếng nói, họ bởi sự can trường mà họ bị bỏ rơi, họ không được bảo vệ, che chở và không được cái sự quan tâm. Và Dương mong rằng tất cả những người dân mà Việt Nam đang sống gần cạnh nhà chú Thả, chúng ta hãy quan tâm, chúng ta hãy tác động mạnh mẽ.
áp lực lên cái chế độ cộng sản này để chú Vân Văn Thả có được điện, có được nước và có được những nguồn thức ăn để tiếp tế. Tại ngày hôm nay nó đã cắt hết rồi, nó đã cắt gần 10 ngày nay rồi anh chị, nó không cho chú Thả yên ổn. Cả ban ngày lẫn ban đêm, ban ngày thì nó cho công an nó vây quanh và không cho người tiếp tế lương thực, ban đêm thì bắt đầu nó cho công an giả dạng côn đồ đi vô đập phá và ném đá. Và Dương nghe nói rằng là tụi cộng sản nó sẽ không để cho chú Thả yên thân và có thể nó sẽ truy sát, nó giết chú Thả trước ngày 30 tháng 4 đó anh chị. Cái điều, cái thông tin này là thông tin tinh mật ở trong nước gửi ra cho Dương, là Dương mong chúng ta hãy bảo vệ chú Vương Văn Thả anh chị ha. Dương chào và hẹn gặp lại nha. Còn những cái tên dư luận viên là bởi vì Dương đã đánh trúng vô cái chỗ đau của nó, đánh vô cái chỗ huyệt của nó rồi, cho nên nó đang cố tru tréo những cái phút cuối cùng. Dương chào và hẹn gặp lại nha anh chị.